ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở sơ thẩm hình sự xét xử vợ chồng Cục Thị Hương 1985 và Cục Văn Thoại 1981 cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội mua bán trẻ em. Theo cáo trạng, vào tháng 2 năm 2016, Chích Thị Đờ, 2002, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đến gặp nhờ Hương hỏi xem có ai đưa người đi Trung Quốc lấy chồng không. Qua trao đổi, khi biết Đờ muốn đi, Hương đã liên hệ với em chồng là Cục Thị Thanh đang sinh sống ở Trung Quốc. Sau khi bàn bạc và biết người đi còn trẻ, Thanh đồng ý trả cho gia đình cô gái 4 vạn nhân dân tệ và trả công cho Hương 5.000 tệ. Sau khi thống nhất, Hương thông báo cho chồng là Cục Văn Thoại chở Đờ ra thị trấn Mường Xén để lên đường sang Trung Quốc. Sau khi đưa Đờ sang Trung Quốc và có người mua về làm vợ, Thanh đưa cho Hương 45.000 nhân dân tệ như đã hứa. Hương bắt xe về Việt Nam đến Quảng Ninh đổi được 136 triệu đồng. Về đến nhà, Hương lấy 120 triệu đồng đưa cho gia đình Đờ. Số tiền còn lại vợ chồng Hương giữ lại để tiêu xài hết. Sau 3 năm làm dâu xứ người, Đờ trở về và làm đơn tố cáo hành vi của vợ chồng Hương lên cơ quan công an. Trong phiên xét xử, Hương và Thoại thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt Cục Thị Hương 10 năm tù, Cục Văn Thoại 6 năm tù về tội mua bán trẻ em. Xem bài gốc.